Dạ xong rồi, nó rung sần vào trời, xong sấy sẽ lên sân tù nó. Nó nói chị, từ thì chị ư, cô nhỏ trời bị hâm tha bị nói dọc, nó mở ư lo hơi lửng như chị này. Chị này chị ư, chân nhỏ nó dọc ư là bươi ư mò. Chị nó nói chị cứ do nó à, vần thí y lưu gì lì nè. Cho nó nói là chị, tây vương người tù, thì giờ chị tư người tù bơn năng, lô nô người cô dọc. Tao có nhiệt chia thì là cứ ở ốp lý trông gần hôn non á. Thì cứ thì chỉ ư, tay vừa trở tố là đàn lạc thiên này chị. Ư cô à, giờ lo xe lấy ốp lý trâu. Người tụi mơ nắng là thiên. Thế tao tụi có nhiệt rộng nò. Hên gửi ốp lý. Sẽ là cuộc cộng xe hôn non lửa hỏi ốp lý. Lo dịm bỏ lý trà thiên á. Ý chồng xe xe lý sơ tù. Nhưng mà chị lấy sở đời cứ à. Là cứ tí tu ba. Lo tên cho nó lời sửa đời cô tu và tu chế này và bỏ lời cho đua hay lên lời kia chỉ lấy cửa giống ba trong nó chỉ tỏ nó cho nó nát tờ cho đi nè cho lấy ô hôn lý tờ cho lời cho nị chế cho mọi người cho hồi lúc chế khô hồ thì tao ở chỉ tiết là thì giờ ở chỉ tiết là tao ở tiết tù lo có tờ cho đi nó thì tăng cái nó nhưng mà cứ bỏ xì măng đó xin ơi nó mà sơn gió tơ cứ sơn gió chấp rồi cứ cái gì chắc là tôi ngăn ừ tao à không rồi tao lúc nhậu chén mà chả xí xí nho thế thì cái đứa tôi mẹ giờ chỉ tao sợ chị ý thiên ngao đây bảo tôi chỉ mà chỉ là mình cút sợ thì mình lại bưu xin đà xin thế luôn trong người cho đi chi ta nói chuyện người cứ đâu để lo chuyện đâu lo na thế trong trả thế chuyện đâu gì thế là to liền trên một thì đại vương nghe của chuông gửi anh này thầy tôi ở cuộc cùng sai bé chờ chầu bé đâu muốn nói là bé muốn cùng từ muốn nắng trong phía chia đua nhá tôi giàu no sẽ để qua của lợi sĩ nhá à chị muốn cho chăm một bài tao nên tao bài bài thì chị chăm một mà để chơi rồi tao nên tao chơi rồi u này một khẩu trại chỉ mua chơi có chỉ cho hay là chưa này chị nó phải xích chỗ phải ok nó mà có sắp lỡ liều tí hôm một chuyện nhỏ nó thia xong một chuyện nhỏ nó à sốt sốt thế mình chơi hôm lần lần nó chỉ có tiếc xíu sắp lỡ nó lo cho chả muốn chả thôi chứ còn nó chỉ lấy muốn loại nó mà lấy khó lo chết chia nó xì rồi từ ấy lo cho ta hiểu lo gì hoàn gì lấy được bóng cả chứ còn nó mới cho một cái thằng muốn mua bò thì lấy thì chỉ lo heo mua lo cho đi nó mà lấy hay muốn lo tài hiểu thế là chỉ mua ấy son phải hôm nay chị lớn hạ thố sao tôi đồ lúc chị đã thấy sâu rồi nó ê ở lúc nó chơi không mỏi hết lâu tiếng ong luôn nói gì chứ nhớ chú rồi lúc phía của mà nó tiêu dọc chia cửa rồi nó mà thì đi trong xí hoa lử khổng nó ấy thấu ô sở hoa lử lo nó có thể bế sinh gì tố thế lo cửa mà ồ cái một ổ tưởng họ tin nói nè cái sao vậy người chú tôi món tàu cứ liều ô dạ
đưa xí chỗ đĩa nó mà tôi hơi lửa ta đi ở chỗ đĩa có thế vừa nhà đồ hộ cho chị lấy ồ có chị đồ ấy khó tẩu cho nhờ nhờ mấy vừa ô tu mà ý chủ lô cố nó mà lấy đồ tật tà liều chờ của bò sát mày cay của bò em có muốn dùng y thôi trở về tôi to mà lúa cá không có thịt tiêu là chú mò mình gì cá cơ nói trời ơi bao lấy tứ vô chú ở cho nó cho em tỉ ha nó gửi nhiều một chia tôi thò mỏ nó đấy cơ đấy y nó cố mà lấy y phía kiểu lấy đâu cơ nó chê chung nó nó chua giống món thịt chia sứ ho phiên tử nó chê cho phiên vào chỗ đặc ám ơi chú đuôi ý lình xí nè ú có mà gì chuột đâu nó nó đi đi chẳng à nó đi cỏ rồi gì nó đi cỏ nó chế xiết chí bài nó lo nè chị nè đã cái là bộ đồ nhớ chị nó là không nha tư bộ thì dùng nha thì lần thông cô chị
cho mẹ nó à mà nó lại tôi lại nhà ra đó thì cho mẹ chở mẹ vô xưa nữa mẹ à minh sai có bữa rút xe nè rút xe có tôi mẹ nó có bình cho mẹ à ha cho mẹ hàng lo ồ mẹ ăn minh xài có mấy chơi xong nè lợ đi chụp bao lọ đi cho mẹ ấy chụp luôn luôn đó giờ lớn nè vậy mẹ ăn cái lẩu nên cho họ cái gì nó ừ ừ tụ nó này chờ ê tụ mấy y nữ mô mô nữ ê tụ chu lăng nà tụ nó tụ nó tụ thi ó ừ thi cho chờ với mẹ ấy hay yo ôi giờ cũng chưa ngồi đi tụng con dở sắp lớn nà nên tỏ tư luôn như nó hay yo nó nhìn cho lời mẹ hay lời cứ rong xía để lời to lời mẹ hay cho nó ăn được đi to cái to bây giờ ủa hái của nó nè ăn lò từ mua nè họ con mua kìa ủa phải con nè hai đứa kinh cái cho cái mẹ xì á chín cho cái nè chiên thỏ đó ủa chồng thỏ xong chồng nó như thế nè cái gì bây giờ ủa chủ gia có ok cái không à ủa chỉ có chín cho đi đó chín cho tôi chắp rồi thì xin nó nè giờ tụi tớ ừ giờ đi rồi đi cơm mà thêm bữa đúng rồi chờ mẹ non cho nhiệt hả lứa ta nói khờ nhiệt tam bố đi à giờ đi à ai à thì cho mẹ mẹ chỉ cứ kinh hành đủ thôi vậy các bạn chờ nè là chín giờ đó wow tụi nó chín giờ nè chín giờ nè chín giờ nè chín giờ đấy ó lý nó ô bé gì kia ó chín cho mẹ thế à? Tôi muốn cho thổ mẹ thổ mình nhổ chín cho đi à? Nhìn thôi, các cháu nhổ chín cho có ở chỗ ưu xem nào? Mi mi giờ, ăn giờ, ăn giờ, nhìn lại cơ, nhìn lại cơ, thế cơ, cho cháu học bài sinh cơ, mẹ mẹ lại, tao bài sinh, các bạn cho mẹ à? Tụi nó tháp bao chiều tụi nó nào? Chờ mẹ ấy, các bạn cho các mẹ à? Tụi nó tháp bao chiều tụi nó nào? Mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè. Rõ, ngon rõ. Ủa, giờ rồi, giờ rồi. Rồi đi xưa vậy cơ. Giờ thì mấy mũ món rồi vậy. Mấy món. Lấy gì nè. Ôi, đông xe cửa vậy cơ. Ơ, giờ. Nó mà rất hay lùi rồi, nó nè. Ôi xe, qua cái này chính anh cho tụ hồ thế, tụ hồ xưa mà. Tụ hồ thế là dùng bên á. Ồ. Từ nhà nắng nào mà chứ mà chị trở về nhìn ti đi đâu cứ về nhìn ti tu à ở luôn giọt ti mà ở lúc ở lúc bóng mưa lúc tụt bóng mưa khương cười nhìn ti tu nó còn nhớ mà chị thì đi tê thế nữa luôn cho gì nè nó ý dạng cô ấy giờ số là ý chỉ cho xí xí tua cho xí cười muốn được bao nè muốn đẹp mọi gì tới đây là mọi nó chồng con khác cái đó để từ nhà nâng chén nè mới chơi xong nè
cọp lâu. ก็เนี่ยมาอยู่ไอ้ตุ๊กโตเทียเนาะก็เนี่ยตายเลยแซ่บ้านขวยเนี่ยขวยตุ๊กโตเทียเป็นเจ้าชิ้นเดียวพอหรอฮะเนี่ยมาเจอเฮ้ยอึดตัวหมอยิ้วแฮะเนาะก็น่ะจี๋อ่ะเจ้าขวยอ่ะเนาะอึดโตหายลุงมาอึ้งมาหมาสามหายแต่เจ้าขวยป้องโตเต้าเจ้าขวยอึดตัวเนาะเฮ้ยเนี่ยก็เจ้าเนาะสองหัวเต้ากันเนี่ยเนาะสองหัวเนาะสามหัวเลยวะเนาะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะ เนี่ยเจ้าเต้าไปเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเต้าลุงวะเนี่ยเจ้าเต้าเป็นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเ
Em bùa thế nào. Nó thế từ từ xong đã chi chi dạ dạ. Nên đã đi ở chỗ chỗ đi lúc cổ đi rồi mà mua cổ lỗ rồi. Xong bây giờ xong chỗ nhà nhé. Bây giờ xong chỗ lúc kia rồi xong rồi. Không xong chị chỉ bảo em xong gõ luôn chứ mua loa ship phí á này, cần xong gõ đó nè, hàng gõ tôi nó lo đang gõ ship khư ship phí tiền đấy. Cái tôi mua tiền, hả chứ ha. Đúng theo. Cha của họ chỉ bỏ đi bỏ bể này, của bỏ phân xế xứ rồi. Bỏ đi phân xế, đi phân xưởng của họ luôn. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay chị ưu yếu ngâm mồm trụ chào chị ngay bắt đầu chị tui chị bay nữa còn nó đâu có mẹ chị tui tôi làm mẹ nhỏ bình luôn chị cá xuyên bì chị hỏi chú chị tự đồ đi bỏ tôi chị ưu ở đây nha Ủa? Hê nó mi nó, tui mọ. Ủa, ăn khó môn tỏ, đun chân ăn chân chì chì quá, chào nó. Ủa, chào nó mới tỏ kìm bộ đây. Chào con nửa chí nó lấy một chí mà, xin lấy nó chế anh tao ạ, nhìn chì. Nhìn chì ế, nó lắm. Ừ. Cả chú chì, nó chở đi bộ tôm bộ nà. Ủa, bộ thiết tia dọ. Ôi trời, chú một đĩa đâu lò, ông chẳng tốt đại lễ à. Ừ. Có xe lỗ chỗ à. Mì thì nên à. Tao lại. Ê, ê, chẳng hổ đại lễ bó. Chú mà kì là thông bùa. Đồ xí tố nó. Chú lò hộ cho người mà yóng cái gì này. Đi bà ta lỡ hơi sợ tốt thì còn thông cây. Tỉnh hát cho thôi lo. Ô, tổng bộ nó có lọt sợi hả? Bộ lọt cơ hả? Trong cô có hả nhỏ? Ừ, tổ tống nhỏ. Chà, bộ bố cơ. Tí tí này hút đi vậy, tao sẽ xáy thật là hút đi đông cơ nè. Thì cho mà thì cho mấy mấy ai ha bảo tôi bảo nó lỡ cứ rống xia tiệt nên là tôi khi tay nó lỡ nè lỡ gì hoa thì cho rống già nhỏ chứ mà xí xí giờ cho tụi tư nè tuần nào cho lên nhé